Xin chào các khán giả thân mến của Gia Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng lý giải về sự thành công của thương hiệu Richard Mille qua việc review chiếc đồng hồ Richard Mille RM030. Hãy cùng bắt đầu nhé. Không chỉ đơn thuần là một công cụ báo thời gian với các kim giờ, phút, giây trên mặt số, đồng hồ Richard Mille hiện được xem là một món đồ dùng cực kỳ đẳng cấp và xa hoa. Đồng hồ Richard Mille không hề dễ hiểu hơn cả một tâm hồn đam mê đồng hồ cơ học thông thường. Để đánh giá đúng ý nghĩa cũng như nhận định chính xác giá trị đồng hồ Richard Mille, người chơi cần là một tay chơi thấu hiểu những loại máy móc công nghệ cao, đặc biệt là về những chiếc siêu xe. Người sáng lập thương hiệu, người đàn ông mang tên Richard Mille đã có một niềm đam mê mãnh liệt tới thế giới công nghệ từ xe đua công thức 1. Từ đó, từng sản phẩm của hãng luôn có kiểu dáng khác biệt, hút mắt và khó thẩm thấu nếu như chỉ nhìn lướt qua một lần. Kể từ chiếc RM001 Tourbillon đầu tiên cho tới model RM7001 gần đây mới ra mắt với tông màu xám đỏ nổi bật. Phần lớn đồng hồ Richard Mille sở hữu mặt số dạng skeleton với các chi tiết thực sự tinh nghịch, biến hóa trên mặt số đồng hồ. Quan niệm truyền thống về bộ máy đồng hồ chỉ nên nằm sâu bên dưới mặt số dường như đã được hãng thay đổi. Hơn bao giờ hết, người dùng luôn tò mò về bộ máy, trái tim của một chiếc đồng hồ cơ học đang vận hành như nào. Và đó cũng là lý do để hãng mang bộ máy tới trước mắt người đeo ở cả mặt trên lẫn mặt dưới. Thành lập từ năm 1999, năm 2001 tung ra sản phẩm đầu tiên sẽ không phải khoa trương khi khẳng định trong thời điểm hiện tại, đồng hồ Richard Mille đang nằm top đầu của phân khúc đồng hồ thể thao xa xỉ, nhận về vô vàn lời tán thưởng từ người chơi đồng hồ. Để hiểu hơn về Richard Mille, về sự đắt đỏ, về giá trị đích thực trong đồng hồ Richard Mille thì hãy cùng Gia Bảo Luxury khám phá mẫu đồng hồ RM030 trong chất liệu vàng hồng. Bí mật đầu tiên, nắm bắt tâm lý khách hàng mục tiêu. Đàn ông trong nhiều khía cạnh vẫn là những đứa trẻ, họ luôn yêu thích những món đồ chơi từ ấu thơ như là xe máy, xe đua hay máy bay. Những bánh răng cơ học, những đinh ốc sáng bóng hay vòng cung hiển thị thời lượng chữ cod vốn lấy cảm hứng từ vòng tua máy trên bảng Tableau. Hiện lên trên mặt số đồng hồ RM030 sẽ làm thỏa mãn tâm lý say mê tốc độ, sửa chữa, động cơ của cánh mày râu. Mặt số của Richard Mille RM030 hiện lên với tông màu xám tối làm chủ đạo. Ngoài rìa giáp lớp vỏ là lớp viền màu đen đã được vạch sẵn nấc chia phút màu trắng. Các chấm tròn nhỏ có phủ chất phát quang để lỡ có bước vào môi trường thiếu ánh sáng, chiếc đồng hồ vẫn giữ nguyên được tính hữu dụng cần có. Tương tự các cọc báo phút, 11 cọc chỉ giờ kiểu số Ả Rập và bộ kim cũng có phủ loại chất phát quang tương tự. Sở dĩ có 11 cọc chỉ giờ thay vì 12 cọc là tại cọc 7 giờ, nhà sản xuất đã đặt ô cửa báo ngày gồm 2 chỉ số trên dưới. Đánh dấu khu vực này là phần viền màu vàng có phần nổi bật hơn cả. Hiệu ứng thị giác đem lại với thiết kế kiểu này thật sự mới mẻ và hiện đại, những con số giống như đang chơi vơi tại phần viền vậy. Tuy nhiên thì nhược điểm của kiểu bài trang trí này đó là khả năng dễ đọc. Thực sự thì từ trước tới nay tôi vẫn không đánh giá cao về tính dễ xem giờ của đồng hồ Richard Mille. Những chiếc đồng hồ dạng mặt số skeleton với mong muốn khoe ra từng chuyển động của bộ máy bên dưới thì sẽ hạn chế ở phần xem giờ. Sự đánh đổi này thì có xứng đáng hay không? Nhiều người thích đồng hồ Richard Mille, thậm chí là các nhà làm giả cố gắng tạo ra những chiếc đồng hồ fake vô số kể. Vậy thì có đủ chứng minh sức hấp dẫn của đồng hồ Richard Mille không? Bí mật tiếp theo về sự thành công của Richard Mille, sáng tạo, độc quyền. Việc sử dụng các vật liệu mới, vật liệu độc quyền khiến cho hãng trở nên đặc biệt và sáng giá. Series đồng hồ RM được tay vợt Rafael Nadal đeo đều được làm từ những vật liệu mới lạ trong ngành công nghiệp đồng hồ. Các loại sợi carbon được sử dụng để làm vỏ khung khiến cho đồng hồ Richard Mille trở nên siêu nhẹ, siêu cứng, thậm chí phải đặc biệt kháng sốc trước những cú vung tay của ông vua sân đất nện Rafael Nadal. Còn với RM030, bí kíp cho chiếc đồng hồ này trở nên nổi tiếng không nằm ở chất liệu. Bộ vỏ Tourneau kích thước 50mm x 42,7mm x 13,95mm tương đương với kích thước dọc, ngang và dày, có trong chất liệu vàng hồng cùng với bề mặt trải sức dọc truyền thống. Vành bezel đã được cố định bởi 12 đinh ốc titan tại mặt trước. Đi kèm thiết kế này là dây đeo cao su bền bỉ và khỏe khoắn. Hai sự lựa chọn về dây đeo được đặt ra có màu đen và trắng tùy vào sở thích của người chơi. Điểm nhấn của Richard Mille RM030 nằm ở phần chức năng. Cụ thể, roto đồng hồ đã được tích hợp một cơ chế mà trên trang chủ chính hãng gọi là decluttering. Cơ chế này đã được Richard Mille tiến hành nghiên cứu trong vòng 4 năm mới thành hình. Với cơ chế decluttering, roto thuộc bộ máy RM-AR1, hộp cod sẽ được ngắt kết nối cùng hoạt động lên dây cod khi cod được lên đầy. Khi năng lượng đồng hồ đạt mức 50 giờ,
đó là giờ tối đa, thì Roto phía sau sẽ giảm tốc độ nhờ hệ thống bánh răng đã được phát triển đặc biệt có chủ ý. Dần dần thì hoạt động của Roto sẽ tách biệt và không khiến hoạt động lên cót xảy ra nữa. Khi năng lượng đồng hồ giảm xuống 40 giờ, Roto sẽ hoạt động trở lại với tốc độ tuyệt vời, với hiệu suất cao nhất. Giải pháp mới và sáng tạo này từ Richard Mille đã được đánh giá khiến cho các chuyển động diễn ra ở tỷ lệ tốt nhất. Để nhận biết khi nào cơ chế này kích hoạt, người dùng có thể quan sát thông qua bộ báo on-off trên mặt số đồng hồ. Rõ ràng là bất cứ đóng góp hay cải tiến nào đến từ Richard Mille đều nên được xếp cùng với chữ phi thường. Ngoài chất liệu vàng hồng, RM030 được Richard Mille sản xuất với các chất liệu cơ bản như titanium và vàng trắng, có rất nhiều phiên bản limited chỉ phân bố ở vài thị trường với chất liệu sợi carbon sắc màu hoặc gốm ceramic. Bộ vỏ đồng hồ Tourneau với cấu trúc cong phức tạp, chất liệu cùng chức năng mới mẻ khiến cho RM030 có mức giá khởi điểm từ 70.000 USD. Có thể con số này sẽ khiến cho số đông phải băn khoăn, bởi thì dẫu sao RM030 chỉ là một chiếc đồng hồ tự động thôi mà. Nhưng không, với một niềm đam mê cơ khí, đam mê cải tiến, thì Richard Mille 030 vẫn là một sự lựa chọn tuyệt vời của chính tôi và những người đam mê đồng hồ. Còn các anh em khán giả của Gia Bảo Luxury thì cảm nhận như thế nào? Hãy để lại phần bình luận bên dưới và đừng quên theo dõi những video tiếp theo để cùng đồng hành với Gia Bảo Luxury nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!